Trang web Đại Nam bất ngờ đóng cửa và bay màu trên Google Cộng đồng mạng khá bất ngờ khi trang web khu du lịch Đại Nam của ông Huỳnh Uy Dũng không thể truy cập, thậm chí thông tin về Đại Nam cũng biến mất trên Google. Theo đó khi nhấn vào đường dẫn, trang web này đã không còn có thể truy cập được với nội dung hiển thị dòng chữ error 1001. Thông tin trên trang web của La cho thấy có hai nguyên nhân gây ra vấn đề là do chủ sở hữu vừa đăng ký La nên có thể mất vài phút để thông tin của trang web được phân phối đến mạng toàn cầu. Điều này là không thể bởi trang web đã hoạt động từ rất lâu. Vì vậy, nguyên nhân thứ hai được chú ý, đó là có vấn đề với cấu hình của trang web. Thông thường điều này xảy ra khi các tài khoản đã được đăng ký với một tổ chức đối tác, ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ và DNS của nhà cung cấp bị lỗi, chưa rõ liệu trang web của khu du lịch Đại Nam đang được bảo trì hay có sự can thiệp của các hacker. Trang web khu du lịch Đại Nam đóng cửa sau khi khu du lịch này liên tiếp bị tấn công trên mạng xã hội. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ những website lớn nhỏ liên quan đến đại nam hiện tại đều đã không còn tìm thấy trên google trong khi dữ liệu thông tin liên quan đến website của đại nam trên wikipedia cũng bị gỡ bỏ đàm vĩnh hưng tôi biết nhiều người vẫn còn hoài nghi về sự trong sạch của mình một thông tin đáng chú ý là ceo đại nam nguyễn phương hằng từng chia sẻ rằng bà sẽ đóng cửa toàn bộ fanpage của đại nam trên facebook và youtube nhưng không đề cập đến đóng cửa website được xem là một trong những công trình tâm huyết cả đời của đại gia huỳnh uy dũng Khu du lịch Đại Nam bắt đầu được xây dựng vào năm 1999 nhưng đến ngày 11 tháng 9 năm 2008 mới hoàn thành và đi vào hoạt động.